xin chào tất cả các bác nhá. Vậy là hôm nay lại tiếp tục là cửa hàng em về được một lô vàng X5 rất là lớn coi nhá. Đây là một trong những dòng vàng gọi là quốc dân, dòng vàng hay quốc dân và giá rất là hợp lý ở thời điểm này. Thì trong cái phân khúc tôi thật với các bác luôn là cũng bao nhiêu năm bán âm thanh cũng là bôn ba cũng rất là nhiều loại vàng, nhưng mà tóm lại quay đi cuốn lại vàng X5 vẫn là một trong những cái dòng vàng hay, an toàn và giá hợp lý để cho các bác chúng ta chơi. Thì đối với các bác biết rằng vàng X5 là một trong những cái vàng quốc dân. Dòng X chúng ta cũng nói là dòng X gồm có X3, X5, X8, X10, X12 là một trong những dòng vàng quốc dân. Thì những cái dòng vàng này thì được đánh giá rất là cao. Nói chung là bao nhiêu năm là chín chín với những anh em audio. Những bác nào đã từng chơi âm thanh ngay từ đời đầu đều biết được con vàng này cả. Và nói chung là hiện nay thì cũng rất là nhiều những cái dòng vàng mới ra đời, những cái dòng vàng đắt tiền, nhưng mà suy đi tính lại thì X5 nó vẫn là một trong những cái dòng vàng số 1. Những dòng vàng đời mới hiện nay thì nó có khả năng nó có những cái hiện đại hơn. Nó ví dụ như nó có thêm cụm quang, nó có hai mic riêng biệt gì đó. Nhưng mà thực ra thì về chất âm thì nói thật một câu gọi là nghiêm chỉnh luôn là X5 vẫn là một trong những dòng vàng hay. Đến thời điểm này sau bao nhiêu năm ra đời rồi, rất là lâu năm, nhưng mà X5 vẫn là giữ được cái giá rất là cao. Và thậm chí là giá lại còn tăng hơn so với ngày xưa. Đấy, giá tăng hơn được rất là nhiều những anh em mà bên âm thanh chúng ta dùng khi mà chúng ta set up phòng. Thì cái lô vàng X5 này thì nó là lấy thương hiệu DIA của Đức. Đây, DIA. Thì các bác lưu ý là X5 thì nó không có một cái thương hiệu nào là chính xác cả. Có rất là nhiều những cái tên, ví dụ như là trước đây bên em bán là Eric X5 này, hoặc là ví dụ như là Vina X5 này, rồi là DAC này, hoặc là những, nói chung là rất là nhiều tên. Thì cái vấn đề tên ở đây á thì là các bác là do cái công ty người ta sản xuất thôi, người ta đặt hàng người ta sẽ in lên đây. Thì hiện nay là cái quốc gia X5 này thì là không có công ty nào chính thức cả, cho nên mà các bác sẽ X5 nó là một cái dòng vàng, nó là một cái dòng vàng và nó giống nhau, tất cả mọi thứ là tất cả các hãng đều giống nhau. Cái vấn đề chúng ta mua đây là mua hàng xịn và hàng ấy thôi. Đấy, cái thương hiệu DIA đây là một cái thương hiệu của Đức, đây là một cái dòng rất là nổi tiếng. Đấy, quá nhá. Rất là nổi tiếng và DIA. Hiện nay những con vàng X5 đời mới mà hàng xịn của nó cũng rơi vào tầm 15 16 triệu. Các bác cứ lên trên mạng chúng ta xem. Còn loại vàng X5 đời mới mà bây giờ nó dưới 2 3 triệu là loại nó là hàng nhái quá nhá. Chúng ta không nên xài những cái dòng đó. Dòng đó thì chất lượng nó rất là kém. Còn X5 xịn hiện nay là vẫn là như thế này thôi, nhưng mà giá khoảng 16 triệu. Đó là hàng xịn. Đấy. Thì các bác mua hàng bãi thì được cái đảm bảo là toàn bộ hàng bãi nó là hàng xịn, hàng chuẩn hết chứ không như hàng mới. Hàng mới hiện nay nó là các bác phải mua loại đắt tiền thì mới được hàng mới. Cho nên mà tại sao X5 hiện nay nó vẫn giữ giá như thế và nó rất là đắt. DIA thì là các bác là đảm bảo là hàng xịn, và cái lô vàng này thì là đây, thường xịn này có cả đầy đủ mã vạch luôn cho các bác luôn. Mã vạch này, đấy. Con nào cũng có mã vạch thì sau hết. Đấy, cái vạch này người ta sẽ lấy. Nhưng còn hàng mới thì nó rất là nhìn nó rất là đều các bác nhá, rất là đều. Đây là hàng xịn. Đấy, hàng xịn. Đây. Đây. Đấy, và dòng này thì dòng hai nguồn. Đây bác thấy. Đây, X5 hai nguồn này. Đây hàng xịn của nó nhá. X5 này, đấy có X5A này. Đây. Trên đây cũng có cái mã vạch. Mã vạch thì cũng rơi ra mình không biết nó dán ở trên chip hay đâu mà nó bong mất kiểu à. Cái này không quan tâm. Đây, hai nguồn, dòng X5 hai nguồn. Đấy, chạy chip analog device của Mỹ 21375. 2375 chip là gọi là dòng chip quốc dân. Rất là phổ biến luôn. Đấy, bo trung hũ, đây là hàng xịn, mạch mẽ của nó là rất là đẹp như thế này. Đây, toàn bộ những cái tổ zin hết các bác nhá. Đây, zin đây là hàng zin của nó. Dùng có 5 tháng nhưng mà nó vẫn là hàng chuẩn 100% từ những cái keo này. Đây, tất cả là zin nhá. X5 ấy, thì nói thật với các bác luôn là cái dòng vàng nó an toàn. Thứ nhất an toàn ở đây là về độ bền. Vàng X5 ít khi bị lỗi. Thứ hai nữa là về chất âm. Thì đối với cái dòng vàng ấy, nhiều người cứ suy nghĩ dòng mua vàng này hay vàng kia hay đắn đo. Mặc dù mình có tiền đấy, nhưng mà chưa biết là cái vàng nào mà để đáng để đầu tư cả. Thì các bác cứ đầu tư vào X5 thì không bao giờ các bác phải ăn hận cả. Trong cái mức tiền thế này X5 là số 1, nó thật luôn. Tuy nhiên là X5 nó cũng có cái nhược điểm của nó. Thì chúng ta biết rằng X5 này hiện nay là nó vẫn chưa có cụm quang. Đến đời X12 thì mới có cụm quang. Còn X5, X8, X10 vẫn là chưa có cụm quang thôi. Tuy nhiên là cũng phải nói nhắc lại là những cái dòng như X8, X6, X8, X10 ấy, thì những cái dòng vàng đó thì so với con này nó cũng là một thôi. Nó không khác nhau gì cả các bác nhá. Nó chỉ đặt cái tên khác đấy thôi. Giống như thế là xe Vios, các bác thấy là ví dụ xe ô tô đời này đời kia, nhưng mà thực ra thì nó chỉ thay đổi một chút thôi. Thay đổi một chút về cái bên ngoài thôi, chứ còn về cái con chip vi xử lý, bo mạch và phần mềm là giống nhau. Nó tóm lại là thế, cho nên mà hầu như là không có sự khác biệt ở đây. Nói vui như thế. Cho nên mà các bác thì thay vì các bác mua những con vàng như X8, X10 thì giá nó cao hơn. Đấy, thì nhưng mà chúng ta mua X5 thì giá nó sẽ thấp hơn, nhưng mà chất âm thì tương đương, không khác nhau gì cả. Có một cái điều đặc biệt, một cái điều rất là hay
mà có lẽ là rằng là cửa hàng em là một trong những đơn vị đầu tiên ở Việt Nam mình làm, đó là khi mua vàng thì bọn em sẽ mua luôn cả điều khiển. Đấy, mua luôn cả điều khiển, và khi các bác mua vàng thì sẽ tặng kèm điều khiển cho các bác luôn. Đấy, cái vàng X5 nó rất là hay một cái là thế này, nó có kèm điều khiển, và khi điều khiển là chúng ta có thể là chỉnh được là to nhỏ nhạc này, to nhỏ mic này, vang nhại này, và các chế độ bật tắt chế độ chống hú này, chọn cổng vào này. Đấy, nó rất là nhiều. Thì ở đây khi các bác mua vàng á, thì tất cả những cái vàng này thì bên em đều cài đặt sẵn cho tất cả các bác rồi. Các bác về các bác chỉ việc là xài thôi. Nếu như các bác là muốn gọi là can thiệp hoặc muốn chỉnh chọt gì đó thì chúng ta lên mạng, chúng ta tải phần mềm vàng, phần mềm của vàng X5 này rất là sẵn có, rất là dễ tìm. Nó luôn là một trong những cái phần mềm quốc dân dễ tìm nhất và phổ biến nhất. Cho nên mà các bác cứ lên mạng là có phần mềm vàng X5 thì hầu như là bất kỳ trang web nào về âm thanh họ đều có cái phần mềm này cả, không cần phải xin của em ạ. Và khi mà chúng ta cài đặt thì chúng ta về chúng ta có thể là nghịch ngợm chúng ta cài đặt được. Ngoài ra thì khi các bác mua thì bên em sẽ cài sẵn cho các bác 4 chế độ. Thì chế độ số 1 thì chúng ta chỉ bấm một phát số 1 là xong. Số 2 bấm số 2 cái. Thì cái này ấy, nó giống như chúng ta là chọn của kênh của TV thôi. Chọn kênh TV. Các bác nhá, chọn kênh TV, kênh 1, kênh 2, kênh 3. Các bác muốn xem kênh nào chúng ta chọn. Thì khi cài đặt ấy, bên em sẽ mặc định cho các bác là số 1 là nghe nhạc. À xin lỗi ạ, số 1 là hát tiêu chuẩn, hát bình thường, tức là hát tiêu chuẩn, ai cũng hát được. Số 2 thì dành cho người chất giọng kém, người mới tập hát, những người gọi là nhà quê người ta ít khi hát ấy, người ta, số 2. Số 2 này thì nó sẽ hỗ trợ giọng tốt hơn. Số 3 thì dành cho chuyên nghiệp. Khi chúng ta hát chế độ ca sĩ, chúng ta những người có chất giọng tốt, hát hay thì ta hát số 3. Và số 4 thì chúng ta dành cho nghe nhạc. Thì chúng ta về chúng ta tùy theo cái nhu cầu thì chúng ta sẽ chọn chế độ. Đấy. Thì con vang này nó sẽ hay thế, kèm điều khiển. Trước đây bên em không hay bán X5. Tại vì có một cái gọi là có một cái nhược điểm mà em không thích cái dòng X5 trước đây. Tức là khi mà ghép dàn ấy thì chỉ ghép được một chế độ thôi. Thay vì là con vang này nó tới có 16 chế độ. Nhưng mà em có cài nhiều hơn ấy, thì các bác không thể gọi ra được, các bác không biết cách gọi. Thì chúng ta cứ phải là ấn nút này, xong rồi bắt đầu ấn nút lên xuống đây này, rồi bắt đầu xoay này, chọn chế độ này, xong rồi ấn lại nút này là với lại đồng ý này. Nó rất là nhiều bước, không phải ai cũng gọi được như thế. Cho nên mà em không thích, tại vì là khi mà gọi chế độ thì các bác không biết là gọi, mà gọi lung tung ấy thì không hát được. Nhiều khi là bấm lại lung tung đi. Thì em sẽ tặng kèm các bác cái điều khiển. Thì các bác muốn dùng chế độ này chúng ta chỉ bấm chiu 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 thế là xong, không cần phải bấm lung tung ở trên đây cả. Mà đặc biệt những con vang này cũng có một cái như thế này nữa luôn. Thì khi các bác nhiều bác cứ ngại vào vang số, cứ bảo là về không biết cài đặt, không biết cài đặt rồi bấm lung tung nó hư đi. Thì thế này, các bác yên tâm nhé, vang số thì cái vang này thì tất cả những vang thì bên em đều cài đặt sẵn cho các bác rồi, cho nên mà cái đó thì không quan tâm nhé. Cái thứ hai nữa là các bác có bấm lung tung cũng không mất, cũng không ảnh hưởng gì ạ. Các bác cứ bấm chờ ở đây đi, các bác cứ tắt nguồn thì bật lại thì nó sẽ trở lại như cũ khi bên em cài đặt cho các bác. Cho nên mà các bác yên tâm nhé, không bao giờ phải suy nghĩ cái vấn đề đó nhé. Đấy, thì cái giá của dòng vàng này thì bây giờ nó thật sự các bác thế này này. Vàng cái năm nay nó lên giá hơn so với mọi khi. Ngày trước là bên em bán chợ 2,5 triệu cách đây hơn một năm. Nhưng đến thời điểm này thì giá của vàng này thì là 2,7 triệu một cái. Tặng kèm cho các bác một cái điều khiển bảo hành 3 năm. Đấy, còn là các bác nhận hàng thì không đặt hàng, không phải cọc, không phải gì nhá, không phải cọc. Được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Đấy, được... tức là bên em sẽ bán cho các bác là một con vang tặng kèm một cái điều khiển và một cái dây nguồn. Còn những cái dây khác như dây Canon, dây các thứ thì các bác phải mua thêm nhé. Nên bên em cũng có bán, nhưng mà các bác muốn lấy thì các bác phải báo với bên em để bên em gửi kèm cho các bác và tính thêm tiền. Đấy, và giá của này là 2,7 triệu tặng kèm điều khiển như thế này. Đấy, có nhá. Cái điều khiển này thì là 100.000, bác nào muốn mua thì 100.000 một cái nhé. Đấy, 100.000. Cái này thì bên em là lấy dùm thôi, bọn em mua bên Trung Quốc. Đấy, cái này là mua bên nhà máy bên Trung Quốc thì là lấy dùm cho các bác. Thì bán nào lấy là 100.000 cái điều khiển này không bao cước. Đấy các bác nhá. Đấy, em chỉ bán gọi là giao lưu như thế thôi. Vâng, xin cảm ơn tất cả các bác nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.